Chào mừng các bạn đã đến với hướng dẫn cơ bản của Spec TV Vi. Và đây sẽ là những gì các bạn sẽ thấy. Khi bạn vào menu thì bạn sẽ thấy màn hình như thế này. Trên menu sẽ có rất nhiều mục để các bạn có thể chọn. Ở giữa là cái đặc vụ của mình. Spec TV Vi là game chiến thuật đặt bom 3 đấu 3 nha. Phân khung chọn theo loại chơi này, các bạn có thể chọn được đấu thường, đấu hạng, đấu riêng hoặc là luyện tập, tùy theo cái mục đích của mình khi chơi game này nhé. Ok, bây giờ mình đi đến cái mục sponsor là nhà tài trợ ha. Nhà tài trợ thì nó sẽ là bao gồm những cái phần quà bạn chơi được khi bạn làm nhiệm vụ của nhà tài trợ của mình. Nhà tài trợ có nghĩa là bao gồm ba cái kỹ năng chính mà khi bạn dùng cho đặc vụ của mình vào khi vào game ha. Ở đây mình có Pinnacle International nè. Mình có Mojang, United, Bloom Technology, Riker Industry, Vector Dynamics, Gosling Collective, Move Robotics và Umbra Reconnaissance. Rồi, mỗi một nhà tài trợ sẽ có 3 skill riêng. Đến với một vũ khí thì nó sẽ có 3 menu cho Attack và Defense. Tuy nhiên là bạn nếu mà muốn trang bị một súng cho Attack và Defense chỉ cần bấm vào và nhấn chữ X. Trường hợp là có nhiều skin ha. Ok, đến phần locker, đó là phần giao diện của mình, appearance banner và spray. Ok, phần tổ đội này thì các bạn nên tìm hiểu khi bạn có tổ đội cỡ 60 người ha, thì nó sẽ bao gồm tất cả mọi thứ các bạn cần biết về tổ đội của mình. Rồi, ở phía bên đây mình có daily contract là nhiệm vụ ngày và weekly contract là nhiệm vụ tuần. Tiếp đến là phần setting nhé, setting chung là có tóc của chùa các kiểu, nhưng mà quan trọng nhất là phần setting về đồ họa. Nên để đồ họa mặc định ha, để nó tối ưu hóa nhất cho mình, cũng như là để NVDA push. Còn phần chat thì các bạn có thể mở bên phần general, crosshair các bạn có thể để giống như bên Valorant. Audio các bạn có thể bật tắt âm lượng ở bên đây. Nói chung là cũng khá là đơn giản. Còn phần key binding, phần này là quan trọng nhất ha. Phần này là lắp đặt phím. Vì chữ X và chữ V nên là để nguyên ha, bởi vì đó là hai cái tính năng quan trọng nhất của game, ở đặc vụ và di chuyển. Cuối cùng là phần client FPS bạn nên để mở. Và phần network của bạn nên để mình biết là mình có bị lag hay không. Cái hướng dẫn khác của game mình sẽ nói ở các video tiếp theo. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ khi chơi Spec TV Vi.